Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 4 của series phim Lưỡi Hai Tử Thần Final Destination. Tai nạn lần này xảy ra ở trường đua, Nick đã nhìn thấy được điểm báo, kịp thời cứu bạn của mình và thêm vài người nữa ra khỏi đó. Nhưng tất nhiên là Tử Thần không muốn bỏ sót bất kỳ ai, hắn ta cần phải làm cho mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo. Cùng mình khám phá bộ phim ngay nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Lúc này tại một trường đua, khán giả đến xem rất đông và cổ vũ cực kỳ phấn khích. Nick đi mua nước đã quay trở về, ngồi xuống ghế của mình thì nó bị gãy. Cậu nhìn ra phía sau thấy thêm vài vết nứt trên tường. Lúc nãy còn vui vẻ, nhưng giờ đây Nick lại cảm thấy rất bất an. Một vài dấu hiệu chứng tỏ Tử Thần đã xuất hiện ở đây. Chiếc xe tấp vào để bảo dưỡng, sau đó vội vã rời đi. Người nhân viên không kịp rút cây vít ra, chạy được một đoạn thì nó rơi ra giữa đường. Một chiếc xe cán phải, bánh xe của nó lao lên khán đài, đè nát cô gái xấu số. Mọi người bắt đầu hoang loạn, còn bên dưới thì tai nạn liên hoàn bắt đầu diễn ra. Mọi người dẫm đạp lên nhau để thoát ra khỏi đây. Từng người ra đi theo những cách kinh hoàng nhất. Một cặp đôi bị chém đứt người, anh chàng này vấp ngã ngay chiếc ghế khi nãy Nick ngồi, bị mảnh gỗ đâm xuyên đầu. Người phụ nữ này thì bị động cơ bị thẳng đến đè chết. Nhiều người tập trung mở lối ra nên phần trần bắt đầu sụp xuống, đè bẹp Hinh và Janet. Một chiếc xe phát nổ, lửa táp vào người bảo vệ và Rory, đẩy Nick lao xuyên qua một cây sắt. Thì anh quay trở về hiện tại, nói cho bạn mình nghe những việc sắp xảy ra. Tất cả đúng như những gì Nick nói. Quá sợ hãi, anh kéo bạn của mình ra khỏi trường đua. Xô xát xảy ra, vài người nữa chạy đuổi theo nhóm bạn trẻ. Vừa ra đến ngoài thì tai nạn xảy ra. Những người ở ngoài tưởng đã an toàn thì một bánh xe lao đến tán nát đầu cô gái. Đây cũng là người bỏ mạng đầu tiên mà Nick nhìn thấy trong điểm báo. Nhóm bạn ngồi ở quán cà phê vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Tin tức cũng đã đưa lên TV. Tại buổi tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tai nạn, cặp vợ chồng này đến cảm ơn Nick vì đã cảnh báo để họ chạy ra khỏi đó. Người bảo vệ trường đua George cũng ở đó. Tên Carter này rất căm thù George vì anh đã ngăn hắn ta quay trở lại bên trong. Sau khi hắn đuổi theo nhóm bạn của Nick ra đến bên ngoài, chỉ còn một mình vợ anh ta lại. Nick đang ngủ thì mơ thấy ác mộng. Anh nhìn thấy một cái móc sắt, bóng ngựa, cánh cửa đỏ và lửa. Carter tìm đến nhà của người bảo vệ, định đặt một cây thánh giá trước cửa nhà như một cách trả thù. Trong lúc mang cây thánh giá xuống thì hắn làm cho cái móc sắt rơi xuống đường đang loay hoay ở phần sân nhà George. Thì cái móc ngựa treo trong xe rớt xuống, làm nhạc bật lên, làm cho những lon bia đặt trên cái loa rớt xuống đè chúng gần chặt số. Vì thế mà xe tự động di chuyển. Carter chạy đến để ngăn xe lại thì bị cái móc sắt móc vào chân và lôi đi. Dây xích ma sát mặt đường, lửa liền phần lên thiêu sống hắn. Người bảo vệ nghe tiếng hét bước ra thì không tin vào mắt mình nữa. Chiếc xe nổ tung và đầu hắn văng đến chỗ người bảo vệ. Cái chết của Carter được đưa lên TV. Những người sống sót em được tin liền hoang mang. Nick nhận ra giấc mơ tối qua đó có thể là điểm báo cho anh biết trước tai nạn chuẩn bị xảy ra. Một điểm báo nữa xuất hiện là một cây kéo, điếu thuốc, một thứ gì đó bay xuyên qua mắt. Người phụ nữ này tên là Samantha, đến một tiệm làm đẹp. Cô là người đã cùng chồng đến cảm ơn Nick trong buổi lễ tưởng niệm. Hai người con của cô ta quậy phá, ném đá bay lung tung. Cô đành cho tụi nhỏ tiền đi chơi game để mình có thời gian làm đẹp. Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Samantha đặt một ly nước lên bàn, nước làm cho chai xịt keo trôi về phía máy kẹp tóc đang nóng. Hai người con lúc này chạy vào thì bị trượt ngã. Chai xịt keo bên này nóng đến phát nổ, văng lên cây quai trần khiến nó rơi thẳng xuống. Thật may là không trúng phải ai. Samantha ra ngoài tính tiền, tức giận về sự nghịch ngợm của hai người con, đã ra đến cửa còn quay lại nói cô sẽ để mắt đến chúng. Thì người đàn ông bên đường lấy xe cắt cỏ quẹt trúng viên đá ban nãy. Con trai cô ném sang, viên đá lao xuyên qua mắt Samantha. Nick hẹn gặp các bạn cho rằng cái chết gần đây không phải là trùng hợp nữa. Anh nói về điềm báo về những người vừa chết sau khi được anh cứu khỏi trường đua. Các bài báo nói về điều này ở 3 phần trước cũng được đưa ra. Janet và Hinh nghe rằng mình sắp chết, cảm thấy không vui nên lần lượt bỏ về. Một điểm báo nữa xuất hiện. Nick nói với bạn gái rằng mình đã tìm ra điểm mấu chốt. Anh và Larry đến trường đua, sau đó nhớ lại thứ tự chết trong điểm báo đầu tiên Nick nhìn thấy, nhưng anh không thể nhớ hết được. George lúc này cũng có mặt ở đây. Anh ta cho Nick xem lại đoạn camera quay ngày hôm đó, nhờ vậy giúp Nick nhớ ra ba người trong phòng này là chết cuối cùng. Nick nghĩ nếu giải cứu người tiếp theo thành công, có thể phá hủy xương xích này và mọi người còn lại sẽ an toàn. Biết được chỗ nạn nhân tiếp theo làm việc, đó là một cửa hàng đậu xe. Ba người đến tìm, cuối cùng họ cũng tìm được. Anh ta tên là Andy. Họ giải thích cho anh nghe, nói anh là nạn nhân tiếp theo. Sau đó họ ra ngoài nói chuyện. Andy nói nên anh làm việc rất nguy hiểm, nếu phải chết thì có thể sẽ xảy ra ngay lúc này. Vừa dứt lời thì một chiếc xe bị đứt cáp lao ra ngoài, xém chút đè bẹp anh ta. Tường đã thoát, Andy tiếp tục đi vào trong thì cuộn quân cáp bung hẳn ra, đập vào bình khí khiến nó bắn ra, đẩy Andy văng vào hàng rào sắt, cắt anh ta thành từng miếng vuông vức. Sau Andy sẽ là Janet và Hinh, nhưng trong điểm báo thì hai người họ cùng bị đè chết một lúc nên họ chia nhau ra tìm. Nick đi tìm Hinh, còn Lori tìm Janet. Hinh lúc này đang vui vẻ tại hồ bơi mà không biết mình sắp đón nhận cái chết thốn nhất phim, còn Janet thì đang đi rửa xe. Anh ta trên xe lúc rửa bị bung ra, văng vào bảng điện làm nó bị chập, vì thế mà hệ thống không đẩy xe cô lên phía trước được nữa. Janet nóng lòng thoát ra nên đã khởi động máy xe, nhưng nó đã vô tình mở cửa sau trời do đã bị hư trước đó. Ống nước ngay phía trên bị bung ra, nước tràn vào trong xe. Janet cố gắng ngồi lên thì đầu cô bị kẹt lại. Hệ thống cũng khởi động lại, đẩy chiếc xe về phía trước, tưởng không thoát được thì Lowry và George chạy đến kịp đẩy xe cô lùi về. Lowry cũng kịp thời kéo cô ra khỏi xe trước khi ống nước rơi xuống. Nick bên này nhìn thấy điểm báo về nước, cố gắng gọi cho Hinh nhưng không ai bắt máy. Điện thoại Hinh bị vô nước nên cũng không thể nghe được tin nhắn thoại của Nick. Anh đặt tạm cây súng nước lên bảng điều khiển. Cây súng rơi xuống làm khởi động chế độ thoát nước của hồ bơi. Những người chơi game gần đó đánh một quả bay thẳng đến chỗ Hinh, làm cho đồng xu may mắn mà cậu ta đang cầm trên tay rơi xuống hồ. Hinh nhảy xuống để nhặt đồng xu lên thì bị hút vào đường ống thoát nước. Áp suất ngày càng lớn khiến cậu ta không thể nào thoát ra được. Cuối cùng toàn bộ nội tạng của Hinh bị hút vào.
đích đến được hồ bơi nhưng đã quá trễ. Mặc dù đã cứu được Janet, xiềng xích đã bị phá vỡ nhưng George vẫn cảm thấy không chắc chắn, có thể thần chết chỉ bỏ qua một người mà tìm đến nạn nhân tiếp theo, cộng với việc người bảo vệ không còn thiết sống nữa sau khi vợ và con gái qua đời trong một vụ tai nạn do chính ông cầm lái trong lúc say xỉn. Nick và Larry đến tìm ông ta thì phát hiện ông ta đã treo cổ tự tử, nhưng sợi dây bị đứt và George vẫn còn sống. Ông ta nói mình đã có thử xác cả ngày hôm nay nhưng đều bất thành. Có vẻ như việc cứu Janet đã thay đổi tất cả. Họ uống rượu ăn mừng. Ngày hôm sau, Nick đang thu dọn đồ đạc thì anh lại nhìn thấy một điểm báo nữa. Hóa ra theo danh sách thường chết thì chưa đến lượt của họ, vì một người tên Jonathan đã được cứu sống trong đống gạch đá ở trường đua, hiện vẫn còn đang nằm ở bệnh viện. Nick liền gọi cho George rồi chạy đến bệnh viện. Nơi Jonathan nằm là ngay bên dưới bồn nước tập vật lý trị liệu. Người y tá đang chuẩn bị điều trị cho ông lão thì có việc ra ngoài mà quên tắt nước. Nước tràn hết cả căn phòng, thấm xuống bên dưới. Jonathan cố gắng thoát ra khỏi đó thì thần trên đã sạp cả một bồn nước rơi xuống để anh ta trước sự chứng kiến của Nick và George. Sau khi Jonathan chết thì lần này người bảo vệ không cần cố gắng tự sát nữa. Một chiếc xe cứu thương lao vào anh ta trong lúc đang băng qua đường cùng với Nick. Nick hoảng hồn vì người tiếp theo sẽ là bạn gái Lori. Lori và Janet lúc này đang ở trung tâm thương mại mua sắm và chuẩn bị đi xem phim. Căn phòng thi công dang dở, ngay phía sau màn chiếu của rạp phim mà hai cô gái ngồi xem bỗng bốc cháy. Nick vào đến rạp phim kéo hai cô ra ngoài, nhưng nói như thế nào Janet cũng không chịu nghe. Nick và Lori vừa ra ngoài thì căn phòng kia phát nổ, lan ra đến rạp phim bên này giết chết Janet. Hai người cố gắng chạy ra thang cuốn thoát thân thì một vụ nổ nữa xảy ra khiến cho thang cuốn bị sập. Nick dùng hết sức giữ Lori lại nhưng cô đã bị cuốn vào thang máy, cô bị kẹt cho đến chết. Đó chỉ là một điểm báo nữa. Nick tỉnh lại ngay lúc George vừa bị tai nạn. Anh tức tốc chạy đến rạp phim, chạy vào căn phòng đang thi công dang dở kia để dập vụ cháy. Anh dùng bình cứu hỏa để dập nhưng không đủ, quăng bình cứu hỏa sang một bên, lại vô tình làm gãy chân bàn. Anh dùng chân dập một đám cháy bên đây thì bên kia lại bùng lên một đám cháy khác. Chiếc máy bắn đinh trên bàn rơi xuống, bắn đinh thẳng vào tay Nick, ghim chặt anh vô tường. Anh không thể đánh dập đám cháy nữa, nhanh chí gọi một thanh gỗ đang cháy đưa lên gần hệ thống báo cháy, nhờ đó mà lửa đã được dập tắt. Hai tuần sau, Nick gặp hẹn Lori và Janet tại một quán cà phê. Đang trò chuyện thì anh nhìn thấy những dấu hiệu liên quan đến các vụ tai nạn đã xảy ra trước đó. Bất ngờ ở phía đối diện, dàn giáo ngã xuống, chiếc xe tải bẻ lái để né thì lao qua quán cà phê. Cuối cùng, thường chết đã không bỏ sót bất kỳ ai. Bộ phim cũng kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Giúp mình có thêm động lực bằng cách ấn like, share video, ấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau.